Lịch sử chứng minh rằng chỉ có dân tộc mới trường tồn, và thời đại nào rồi cũng phải ra đi. Lịch sử Việt Nam cho ta thấy rằng một chế độ cao trung thường thấy có những hiện tượng quái lạ. Ở chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, hiện tượng quái lạ nó đã xuất hiện. Nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản từ đọc đến hiến pháp để tiếp tục ngồi lại nhiệm kỳ thứ ba, trong khi ông ta có tối đa hai nhiệm kỳ, chờ những hiện tượng và những vỡ tuồng hay nên xảy ra trước mắt, và chúng ta cần khai thác triệt để những vấn đề đó. Như vậy thì chế độ Cộng sản đã không còn ở trong lòng dân nữa, và nó phải cáo trông. Đây là vấn đề cáo trông nhanh hay chậm để cho phương pháp đấu tranh của người Việt quốc gia của chúng ta. Từ tiểu bang Florida, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong 3 ngày 24, 25, 26 tháng 5 năm 2024, tại thành phố Naples, tiểu bang Florida đã diễn ra đại hội bán kỳ của Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng toàn thế giới. Với sự hiện diện của các cơ sở đến từ các châu lục, các thành phố và tiểu bang của Hoa Kỳ để cùng tham dự 3 ngày họp bàn chương trình nghị sự rất quan trọng. Với tình hình biến động trong quốc nội cũng như trên thế giới, hầu tìm ra phương hướng sinh hoạt thích hợp trong thời gian sắp tới cho Việt Nam Quốc dân đảng. Để thực hiện một cái lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc, những ai đã chết vì sông núi sẽ sống muôn đời với núi sông. Thay mặt ban tổ chức Hội nghị Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng 2024, chúng tôi xin gửi lời chào thật trân trọng đến toàn thể quý đồng chí cùng như quý vị quan khách. Tôi là Phan Thanh Châu, thành viên Hội đồng lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng. Phải tôi nhân đây bởi vì tuổi trẻ Việt Nam trong những ngòi nước, đôi khi trong dòng lịch sử cận đại, Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập năm 1927 bởi những người thanh niên trí thức trẻ yêu nước, đó là những người như đảng trưởng Nguyễn Thái Học và rất nhiều những cái tuổi trẻ lúc bấy giờ tham dự vào Việt Nam Quốc dân đảng. Và chỉ sau hơn 2 năm thành lập, ngày 25 tháng 12 năm 1927 thành lập Việt Nam Quốc dân đảng, thì đến ngày 10 tháng 2 đã nổ ra một cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất và làm cho thực dân Pháp phải bạc vía kinh hoàng. Vâng, thì qua đó chúng ta thấy một cái điều gì khác hơn. Qua đó chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 ở tại Ma Cao. Trong khi đó năm 1927 Việt Nam Quốc dân đảng đã thành lập trước Đảng Cộng sản 3 năm và ở tại ngay Hà Nội, ở trong lòng dân tộc Việt Nam. Và đây là đảng của quốc dân Việt Nam. Và những người tuổi trẻ ngày xưa đã hiến dân thì bây giờ trong cái hội nghị trung ương này có sự tham dự rất nhiều các bạn đảng viên trẻ ở khắp nơi thế giới về tham dự. Thế đó là cái điểm son mà tôi cho rằng là chúng tôi đang trẻ trong hàng ngũ để lãnh đạo Việt Nam Quốc đảng trong tương lai. Và chúng tôi là những người sẽ đứng bên cạnh và có khi đứng đằng sau để hỗ trợ cho, với cái kinh nghiệm dài dặn chúng tôi hoạt động trong Việt Quốc 40-50 năm, chúng tôi sẽ đem kinh nghiệm trao lại cho tuổi trẻ để họ tiếp bước dấn thân đấu tranh cho một nước Việt Nam không cộng sản, không thể nào bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Đó là những con đường mà chúng tôi đang mong muốn thực hiện cho bằng được. Vâng. Tôi là Vũ Hoàng Hải, là một ủy viên Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng. Truyền thống của cha ông Việt Nam Quốc dân đảng đã gần 100 năm nay rồi, nhưng mà tinh thần yên bái bất diệt, tinh thần Đảng chủ Nguyễn Thái Học và 13 đồng chí tiên liệt
Vì thế tất cả các đảng viên Việt Nam Quang Đảng quy tụ về đây và chúng tôi rút tỉa những kinh nghiệm và đưa ra cho cái đường hướng tương lai sắp tới ạ. Như quý vị đã biết là Việt Nam Quang Đảng, bản thân tôi trước đây là ủy viên Trung ương Đảng và là bí thư sứ bộ Thái Lan và Campuchia, thì chúng tôi đã đào tạo rất nhiều các đảng viên ở bên đó. Và ngày hôm nay có một số đảng viên từ Campuchia, từ Thái Lan trở về đây, cũng như là một số đảng viên từ Việt Nam qua. Thì những người này đi với danh nghĩa khác nhau, nhưng về đây với cái bí danh và chúng tôi họp lại để truyền tải những tin, và đặc biệt là cho thời kỳ hôm nay chúng ta biết rằng là cái cuộc chiến cung đình tại Việt Nam đang sôi nổi. Chính Lê Thanh Hà đã bị bắt và Tô Lâm không biết là chừng nào sẽ vào tù. Và cái cuộc chiến cung đình tại Việt Nam nó càng xáo trộn, thì đó là cái cơ hội để cho Việt Nam Cộng Đảng quay lại trong cái tinh thần nguyên học bất diệt. Tôi là Võ Thái Minh, đến từ Ý. Thưa ông từ Ý về đây, về Hoa Kỳ để dự cái hội nghị, thì nếu mà nói được với cộng đồng người Việt tại Ý và các nơi trên thế giới thì ông có thể nói được cái điều gì về cái đại hội này? Từ lần này cũng như tất cả những lần khác, chúng tôi kêu gọi tất cả những người Việt Nam còn cảm thấy mình là người Việt Nam thì hãy cùng chúng tôi đứng lên đấu tranh cho Việt Nam, cho tương lai của con cháu của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi muốn mong mỏi và tôi kêu gọi tất cả những người Việt Nam của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, trong Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng hôm nay, Vũ Nhân thấy rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới về, và điều đặc biệt là quý vị này là ở từ Na Uy. Vũ Nhân kính chào cô, xin cô cho biết quý danh. Dạ, em tên là Phương Nha Phạm. Dạ. Ở đâu? Ở Na Uy. Dạ, thủ đô Oslo. Dạ, đây là một cái dịp rất là quý trong năm và gần như thường niên, thì chúng tôi mang cái trách nhiệm một phần là làm cái công việc để mà tranh đấu về dân chủ cho đất nước, cho nên đây là một cái cơ hội rất là quan trọng và rất là lớn mà chúng tôi muốn tham gia để mà góp phần. Dạ. Trong cái việc đó thì tôi cũng muốn cho giới trẻ ở toàn thế giới là để cùng đồng tham gia. Dạ. Dạ, tôi là Lưu Hải Việt, là từ Na Uy đến. Dạ. Qua cái khi mà anh về đây, anh thấy cái đại hội năm nay nó như thế nào? Dạ, tôi thấy rất là ấm cúng và rất là gọi là trang trọng. Dạ. Thì đây là một cái đại hội để mà giữa kỳ, mà thường là đưa cái đường lối của Việt Nam Quốc dân Đảng để mà có một cái, những cái đường hướng, những cái bước tiến cho đấu tranh dân chủ sắp tới. Yeah. Xin kính chào quý vị khán giả của đài FPTN. Tôi là Hoàng Kiều ở từ Đức Quốc sang đây để dự cái hội nghị trung ương của Việt Nam Quốc dân Đảng. Thưa cô, thì cái đại hội này nó quan trọng như thế nào đối với cô và quý vị Việt Nam Quốc dân Đảng? Đối với tôi thì về đây tham dự cái hội nghị trung ương này thì là cái niềm hãnh diện cho Việt Nam Quốc dân Đảng của chúng tôi. Dạ, xin kính chào anh Vũ Nhân, tôi là Phan Lâm Khanh từ Paris, Pháp Quốc. Nếu mà nói được với cộng đồng người Việt tại Pháp Quốc là nơi anh sinh sống và các nơi trên thế giới, thì anh có thể nói được cái điều gì về cái đại hội này? Thưa anh, Việt Nam Quốc dân Đảng luôn luôn đứng dưới màu cờ quốc gia để phục vụ đất nước và dân tộc. Thì chúng tôi từ Pháp Quốc cũng như nhiều nơi trên thế giới luôn luôn một lòng hướng về đất mẹ và có niềm tin tất thắng rằng chính nghĩa chúng ta sẽ thắng, và mong rằng tất cả những ai chưa biết ít hoặc không hiểu rõ về Việt Nam Quốc Đảng, xin hãy cùng góp tay với chúng tôi để giành lại chiến thắng cuối cùng cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh Vũ Nhân, thưa với tất cả quý khán giả, cá nhân chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng đến từ miền Bắc California. Thưa ông, qua các chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN đi khắp Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới, ông có thể cho biết cái tầm quan trọng của cái hội nghị nửa kỳ của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Hoa Kỳ năm nay? Thì hiện giờ giới trẻ của Việt Nam Quốc dân Đảng rất là đông, và cái sự lãnh đạo của giới trẻ đã thay thế những cái lớp mà lãnh đạo lớn tuổi thành thử. Vì vậy mà chúng tôi sẽ có một cái cơ hội nhìn thấy những cái người trẻ lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng để tiếp tục cái con đường của anh hùng Nguyễn Thế Học đã bắt đầu từ những năm 1927 của thế kỷ thứ 20. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ hội nghị trung ương năm 2024 của Việt Nam Quốc dân Đảng tại thành phố Naples, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.